Thật sự là trước đấy mình cũng không muốn mua những túi hàng hiệu đâu, nhưng mà do là mình gặp cái túi này nó quá đẹp, thế nên là mình đã quyết định là mua nó. Đôi khi là các bạn chỉ cần khoác lên thôi ấy, thì các bạn chỉ cần bẻ cái cổ lên thôi này, là cái áo này nó tự động là nó đứng cái cổ luôn. Mình gặp mọi người mặc ở ngoài đường rất là nhiều blazer, mình tự hỏi bản thân mình là tại sao mình lại không có một chiếc blazer nào. Ayo, hello mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại với video mới của mình. Ở video trước mình cũng có hứa hẹn là ở video này mình sẽ unboxing cho mọi người những cái món đồ mà mình đã mua trong cái thời gian vừa qua. Thật sự là trong cái thời gian vừa qua thì mình mua khá là nhiều đồ, nhưng mà mình sẽ soạn đa số một số những cái món đồ mà tiêu biểu mà mình nghĩ là mình sẽ giới thiệu với cả mọi người. Thì đây là hai cái sản phẩm đến từ nhà Essential mà mình đã mua trong mấy tháng trước. Thật sự thì ở đây đều là hai cái áo mà mình cũng mặc qua rồi, thế cho nên là mình đã đóng gói và packaging nó lại như cũ. Thì trước mặt các bạn đây là hai cái áo len knit của Essential. Bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Thật sự là về cái đóng gói thì chắc là mình cũng không phải giới thiệu cho các bạn quá nhiều đâu, đúng không? Bởi vì là Essential thì mình cũng có khá là nhiều, mình đã unboxing rất là nhiều rồi. Thì trước mặt các bạn đây là một cái áo sweater của Essential. Thì trước mặt các bạn đây là một cái áo sweater của Essential. Đây là một cái áo sweater, mình cũng không nhớ cái màu. Thật sự là đến bây giờ mình cũng không nhớ được nổi tên của cái màu cái áo này nó là cái gì nữa. Nhưng mà cái size mình mặc ở đây nó là size S. Thì về cái cảm nhận đầu tiên của mình ấy, là về cái chiếc áo này là nó vô cùng là chất lượng. Thật sự là đối với những sản phẩm nào của Essential ấy, thì nó cũng đều rất là chất lượng. Essential nếu như mà dịch ra nghĩa tiếng Việt ấy, thì nó là một cái sản phẩm mà cần thiết. Thế cho nên là những cái sản phẩm cần thiết ấy, chúng ta luôn luôn là được cái sản phẩm nó rất là chất lượng. Thì ở mặt sau của nó thì có một cái tag Essential được may ở đây, và ở bên trong này thì cũng có một cái tag của Essential nữa, và có chữ Fear God ở bên dưới. Thật sự là về cái áo này ấy, nó có một cái form là form boxy. Thế cho nên là khi mà mình mặc ấy, thì mình sẽ cảm giác là nó phần ngang nó khá là rộng này, phần dưới, phần chiều dài của nó thì nó không quá là dài. Cái chiều dài của cái áo boxy này thì mình cũng đã nói rất là nhiều rồi, thì cái chiều dài của nó thì luôn luôn là bằng 2/3 chiều rộng. Nghĩa là chiều rộng khoảng 50 thì chiều dài của nó thì khoảng tầm 40 thôi. Thế nên là mặc lên thì các bạn sẽ có một cái cảm giác nó làm cho người mình cao hơn. Và mình thì thường hay mặc cái áo này bên trong là một chiếc áo sơ mi hoặc là một chiếc áo có cổ. Thì đây có thể gọi là một cái cách phối đồ truyền thống, nhưng mà nó không bao giờ bị lỗi mốt, và mặc lên thì nhìn trông rất là cool, rất là ngầu. Thì đây là một cái áo mà mình cũng khá là thích. Ở hai bên ống tay này thì nó được bo lại, trông cũng rất là chi tiết và tỉ mỉ. Thì ở mặt trước chúng ta sẽ được đan dệt một cái chữ Essential rất là to ở đây. Hầu như là những cái sản phẩm nào của Essential ấy, thì chúng ta đều được may một cái chữ ở đây, đều có cái chữ Essential ở đằng trước hoặc là đằng sau hoặc là bất kỳ đâu. Nói chung là họ đánh giá cái thương hiệu, cái tăng cái tính nhận diện của thương hiệu lên rất là nhiều. Các bạn có thể xem bên trong nhé, cái mũi len này đan dệt rất là đều và đẹp. Có một cái lưu ý khi mà các bạn phải mặc những cái áo len này này là các bạn tránh những cái vật mà nó có thể gây xước, hoặc có thể là một số những cái món đồ trang sức ở trên người các bạn thôi, mà quệt vào cái áo này chẳng hạn này là nó sẽ bị móc cái sợi len này ra, cho nên là nó sẽ làm xấu mất cái áo của các bạn đi. Thế nên là mình cũng sẽ nhắc nhở để cho các bạn có thể cân nhắc hơn khi mà mặc những cái chiếc áo len như này. Không chỉ là của Essential đâu, hầu như là đa phần các áo len nào ấy, các bạn cũng nên cẩn thận với những món trang sức của mọi người, bởi vì là nó cũng ảnh hưởng cũng khá là nhiều. Cái sản phẩm tiếp theo mà không của Essential đó là một cái áo len, nhưng mà là áo len polo. Đây là một cái áo mà mình thấy là nó khá là hay và nó khá là đẹp. Thật sự là ở cái áo này nó đều có những cái tag của nó nhá. Đây, các bạn có thể để ý là những cái áo này nó đều có những cái tag. Do là mình đã lấy ra mặc rồi, thế cho nên là mình đã bỏ luôn nó, mình không móc nó lại làm gì cả. Thì đây là một cái chiếc áo mà mình khá là thích. Đây là một cái line up 1977. Thì ở cái line up này thì mình cũng có một số những cái áo, ví dụ như là quần 1977 này, áo phông 1977 nữa. Thì ở cái phiên bản này ấy, tại sao mình lại mua nó? Bởi vì chỉ đơn giản thôi, nó là một chiếc áo len polo. Dạo này thì mình mặc thời trang nó hơi khác so với ngày trước một chút, là mình sẽ mặc theo kiểu như là đơn giản, tối giản, nó lịch lãm, nó đẹp và nó tiếp cận với mọi người rất là dễ. Thì đây là một cái áo polo. Thì ở cái phần cổ này thì nó sẽ có một cái cổ bẻ như này thôi. Ở đây thì chỉ có đúng duy nhất một cái khuy áo ở đây,
Và cái size này mình mặc là size M, size medium. Phần bo gấu này này thì đều rất là bo, đều rất là đẹp và rất là chi tiết. Đồ essential lúc nào mình hầu như là những cái app mới ra ấy, mình đều cóp một hai sản phẩm để có thể là mặc hàng ngày, mặc daily hoặc là mặc đi ngủ hoặc mặc đi bất kỳ đâu và vẫn rất là ok. Về essential thì chắc là không phải mất quá nhiều thời gian để giới thiệu với cả các bạn nữa. Thì các sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người đó chính là một cái áo flannel mình có mua ở H&M. Thì đây là một cái áo mà mình ngay từ lúc đầu mình nhìn ấy, mình cũng đã rất là thích rồi, bởi vì là nó có một cái phối màu nó rất là kiểu pastel. Thật sự là nó cũng không hẳn là pastel cho lắm. Thì đây là một cái áo mà các bạn có thể thấy là nó có một cái màu mà là baby blue, một cái màu mà là sky blue. Thế cho nên là mình khá là thích nó. Cái điều mà khiến mình thích hơn ở trên chiếc áo này ấy, đó chính là các bạn có thể để ý là ở hai cái túi của nó, hai phần bên hai bên ngực thì các bạn sẽ có hai cái túi. Nhìn thì nó khá là giống với cả cái túi cargo, nhưng mà thật ra nó là một cái túi nó bình thường thôi, chỉ là may hơi cảm giác nó nổi nổi lên thôi. Thế nên là các bạn nhìn thì các bạn sẽ cảm thấy là nó cũng khá là đẹp. Một cái lý do nữa để khiến mình mua cái áo này này, nó là bằng chất liệu vải dạ. Thế cho nên là khi mà các bạn mặc ấy, nó sẽ khá là đứng áo, nó sẽ khá là cứng cái áo của bạn. Chứ là các bạn mặc đôi khi là các bạn chỉ cần khoác lên thôi ấy, thì các bạn chỉ cần bẻ cái cổ lên thôi này là cái áo này nó tự động là nó đứng cái cổ luôn. Mình mua nhưng mà vẫn còn nguyên thác, chắc bây giờ mình sẽ cắt ra luôn. Khi mặc cái áo này ấy, thì mặc sẽ theo một cái hướng nó hơi kiểu Hàn Quốc một chút. Một cái lý do nữa mà mình mua cái áo này ấy, cũng là do đợt đấy một phần mình xem khá là nhiều phim Hàn Quốc. Thế nên là mình bị mê cái cách ăn mặc của những diễn viên Hàn Quốc. Cho nên là mình đã quyết định mua một cái áo flannel. Bên trong thì mình sẽ mặc thêm một cái áo t-shirt màu trắng thì nó sẽ khá là nổi bật. Và tiếp theo thì mình sẽ unboxing cho các bạn một cái sản phẩm mà mình cũng mới mua gần đây thôi. Đó chính là một chiếc túi đến từ thương hiệu Gucci. Thật sự là trước đấy mình cũng không muốn mua những túi hàng hiệu đâu, nhưng mà do là mình gặp cái túi này nó quá đẹp, thế nên là mình đã quyết định là mua nó. Và trước mặt các bạn đây là một cái hộp của Gucci. Thì ở lần này thì họ là một cái hộp màu xanh. Trước đấy thì có hộp màu trắng rồi viền đen các thứ. Mình mua giày nên mình cũng biết được những cái hộp đấy. Thì ở bên trong này thì mình cũng đã đeo cái túi này rồi, thế nên là mình cũng chỉ tạm thời là cất lại vào trong hộp thôi để làm cho các bạn cái video unboxing này. Đây là một cái túi mà mình khá là thích. Mình thích ngay từ lúc mà mình vừa mới nhìn nó ấy, mình đã thấy khá là mê rồi, mặc dù là cái túi này ra rất là lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ thì mình mới được trên tay sở hữu. Thì về cái kích thước của nó ấy, cái túi này có tên là phone bag. Về cái họa tiết của nó thì các bạn có thể thấy là một trong những cái họa tiết của Gucci nó khá là classic. Đây là một trong những cái họa tiết mà mình thấy đẹp nhất và mình thấy thích nhất của tất cả những cái sản phẩm của Gucci mà từ trước đến giờ luôn. Đây có thể gọi là một cái họa tiết là monogram mà đời đầu của Gucci. Còn những cái đời trước sau nữa, sau cái sản phẩm này, mình biết đến Gucci là do cái mũ có cái in cái đường này lên. Thì về cái túi này của mình thì được làm bằng da 100%. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái khóa, nó sẽ mở nó như thế này, và các bạn sẽ mở nó lên. Bên trong này thì có cả nam châm nữa, nên đây là các bạn thấy là nó giữ khá là chắc. Đây là một cái nam châm của nó này. Nam châm của nó khá là to, nó to hơn so với tất cả những loại túi khác mà mình từng sử dụng. Cái mục đích chính mà mình mua ấy là bởi vì là có những hôm mà mình mặc những chiếc quần không một túi, hoặc là cái túi nó quá là nâng ấy, thì nên là mình đã sử dụng nó để cất điện thoại. Thì cái tên của nó là phone bag mà, thế cho nên là chúng ta cũng sẽ dùng để cất điện thoại. Ngoài ra thì các bạn có thể cất thêm được chìa khóa, rồi một số những cái sản phẩm khác, ví dụ như là nước hoa chiết, hoặc là một số những cái sản phẩm khác, và các bạn đeo lên người trông rất là ngầu. Trước khi mà mình phân vân cái túi Gucci phone bag này, thì mình có xem một cái túi nữa của MCM, của FCM, nhưng mà mình cảm thấy là cái túi đấy nó hơi nữ một chút, thế nên là mình đã không mua cái đấy. Phối màu của cái túi này thì các bạn có thể thấy là phối màu rất là classic, cổ điển, một chút họa tiết hologram, rồi một chút cái đường da màu nâu ở đây để làm điểm nhấn hơn cho mọi người. Thì đây là một cái túi mà mình cũng khá là thích, mà đợt gần đây mình đeo rất là nhiều. Trước đấy thì mình cũng không đeo túi mấy đâu, mình có túi Off-White rồi túi Dior, nhưng mà mình thường không hay đeo mấy bởi vì là mình không thích đeo túi lắm. Nhưng mà thật sự là cái túi này rất là tiện, thế là mình đã quyết định mua nó. Cái sản phẩm cuối cùng của cái video này không gì khác, đó chính là một sản phẩm đến từ MLB. Thì để mà nói về cái quá trình mà mình mua cái áo này ấy, thì nó thật sự rất là dài. Thì trước mặt các bạn đây là một cái túi đựng của sản phẩm thôi. Bên trong này là một chiếc túi của một cái áo vest của
MLB ở đây. Tag thì mình đã làm dụng mất rồi. Để mà nói về cái lý do mà tại sao mình lại mua cái chiếc Blazer này, bởi vì là thật sự là mình gặp mọi người mặc ngoài đường rất là nhiều Blazer. Mình tự hỏi bản thân mình là tại sao mình lại không có một chiếc Blazer nào. Lúc đấy là mình có quyết định mua thử một cái Blazer khác, không phải là của một cái hãng nào cả, nó chỉ là một cái Blazer của một cái hàng vest bán bình thường thôi. Thì mình đã quyết định mua nó và mình về mình mặc thấy là nó cũng khá là đẹp. Thế là mình đã quyết định là tìm xem là có Blazer nào không. Thì mình xem của một số hãng khác thì nó cũng khá là đắt. Thế nên là mình đã quyết định mua một cái áo Blazer của MLB và nó cũng khá là vừa tiền. Ở mặt trước thì các bạn sẽ có một cái logo NI cơ bản của MLB. Ở mặt sau thì nó sẽ có một cái tag có hình bóng trời ở đây nữa. Đây cũng là một trong những cái detail mà mình khá là thích. Và ngoài ra thì cái áo này mình mặc cái size nó rất là rộng nhá. Các bạn nào mua thì các bạn nên cân nhắc là cái size cái áo này nó khá là rộng. Mình mặc hiện tại ở đây mình đang mặc là size M mà mình thấy là nó khá là fit với cả người của mình. Nếu mà các bạn có muốn mua cái áo này thì các bạn cũng nên cân nhắc trước là nên đi thử hoặc là đo thật kỹ càng người mình. Thì ở cái phần đặc điểm của cái chiếc áo Blazer hay là một số cái chiếc áo vest mà nó chuẩn ấy, thì ở cái phần vai của nó ấy, nó sẽ có một cái lớp đệm ở đây. Không biết là các bạn có thể nhìn thấy cái lớp đệm này không, nhưng mà đây là cái lớp đệm của cái áo vest. Thì nó sẽ làm tôn cái phần vai các bạn hơn, là cái vai sẽ đứng hơn rất là nhiều. Cái áo Blazer này thì nó có bao gồm ở đây là hai cái khuy thôi. Lớp lót của MLB cũng được khắc cái logo chìm của MLB luôn. Thì đây là nhìn nó rất là chất lượng. Đặc biệt nữa ấy, là cái phần ve áo của nó ấy, các bạn có thể để ý là cái phần ve áo của cái chiếc áo MLB này nó khá là hiện đại và nó khá là trẻ trung. Trước đấy thì mình cũng đã có mặc một số cái áo Blazer khác rồi, nhưng mà nó có một cái form dáng, một cái kiểu dáng cái ve áo, cổ áo này nó hơi già một chút. Thì đây là mình đã không lấy nó. Thật sự là sorry các bạn, là hiện tại thì cũng đang dần chuyển mùa từ mùa xuân sang mùa hạ rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới có dịp làm video để gửi tới tất cả mọi người những cái món đồ mà mình đã mua trong cái mùa đông vừa qua. Và mình khá là tâm huyết với những cái món đồ này. Thật sự là những cái món đồ này này, mình mua món đồ nào mình cũng đều rất là thích và đều rất là cảm thấy thích thú khi mà mặc nó, đều có cảm hứng khi mà mặc nó. Có một số đồ mình mua về chỉ vì thích thôi, xong rồi mặc lên thấy không đẹp là quyết định là không mặc nữa. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe ở bên phía dưới. Và đừng quên follow Instagram của mình để có thể biết thêm là mình sẽ mặc gì hàng ngày, hàng tuần, rồi một số cái cách mix and match đồ theo ý kiến cá nhân của mình thôi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace out.